trên 10 năm, và có thể yếu tố nguy cơ chính là như là tuổi cao, tăng huyết áp, hút thuốc, rối loạn lipid máu, béo phì. Thì các anh chị thấy đó, gần như là phần lớn những bệnh nhân đái tháo đường, kể cả mới mắc, có thể nó rơi vô ha, rơi vô cái mà nguy cơ cao ha. Nếu mới mắc bệnh đó, thì cũng có thể là tuổi cao, có thể có tăng huyết áp, có thể có hút thuốc lá, có thể rối loạn lipid máu, béo phì, vân vân. Và cái nhóm nguy cơ rất cao là bệnh nhân đái tháo đường, có bệnh tim mạch sơ vữa, hoặc là có tổn thương cơ quan đít, hoặc có nhất ba yếu tố nguy cơ chính ha, hoặc đái tháo đường tiếp 1 kéo dài hơn 20 năm. Đây, đây các anh chị thấy cái này thì dễ rồi, hoặc là có ba yếu tố nguy cơ chính đây, ít nhất ví dụ như là tuổi cao, hút thuốc lá, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì, thì chúng ta thấy ba yếu tố này thường gặp. Hoặc là bệnh nhân đái tháo đường có bệnh tim mạch sơ vữa hoặc có tổn thương cơ quan đít, thí dụ cái gì đây là biến chứng thận đây, biến chứng mạc, biến chứng tim, vân vân. Đấy thì chúng ta thấy phần lớn bệnh nhân đái tháo đường đều nằm ở nhóm nguy cơ rất cao hoặc là cao ha. Đây là cái rồi bây giờ nãy tôi nói đấy, thì chúng ta điều trị để làm sao để giảm các cái biến chứng ha, giảm các biến chứng. Thì cái lợi ích của cái việc mà điều trị như vậy, nó có thể nó ảnh hưởng như thế nào lên xuất hiện các biến chứng, thì chúng ta thấy là chỉ cần giảm HbA1c 1% đấy, 1% thì nó giảm đây, nó giảm cái bao nhiêu trăm biến chứng này các anh chị ha. Đây là cái người ta thấy là cái mà HbA1c trung bình ha, theo dõi đây người ta thấy là HbA1c trung bình khi nó giảm thế này thì cái tỷ lệ cái biến chứng nó giảm ha, nè, giảm rất có ý nghĩa. Và như vậy thì tại sao chúng ta không đưa HbA1c giảm tới cái mức mà bình thường là dưới 5,7%? Xin nói các anh chị, khi chúng ta giảm 1% HbA1c, nó sẽ tăng gấp 3 lần cái tỷ lệ hạ đường huyết ha, và hạ đường huyết cũng rất nguy hiểm ha, rất nguy hiểm. Rồi bây giờ đấy là cái mục tiêu chung. Tuy nhiên đấy, tuy nhiên cái mục tiêu về về đường huyết đó không phải lúc nào nó cũng là nó cũng mà chúng ta có cái, một cái mức cho tất cả, mà chúng ta nên dựa vào từng cá nhân nha, từng cá nhân, nghĩa là chúng ta phải xem xét coi cái trên từng cá nhân bị đái tháo đường đó thì cái mức HbA1c nào nó phù hợp, vừa có thể giúp họ tránh được biến chứng nha, dựa đây, và tránh những cái tác dụng ngoại khác. Thì đây chúng ta thấy là các bạn, đây là cái tiếp cận quản lý tăng đường huyết ha, trên bệnh nhân đái tháo đường. Đây là chúng ta gọi đây cái là cái hướng dẫn là cá thể hóa mục tiêu HbA1c nha, cá thể hóa mục tiêu HbA1c. Thì chúng ta có ba cái mức, một á là mức 7% ở giữa đây như tôi nói, và dưới 7% là chúng ta kiểm soát chặt chẽ hơn, và cái ít chặt chẽ hơn là trên 7%. Chúng ta coi coi khi nào chúng ta giữ cái mức trung bình, khi nào chúng ta có thể nên kiểm soát đường chặt chẽ hơn, và ngược lại khi nào không nên kiểm soát chặt chẽ ha. Thì đây là những cái đặc điểm của bệnh nhân. Đây, chúng ta dựa vào nguy cơ tiềm ẩn về về hạ đường huyết và các tác dụng ngoại ý khác. Thí dụ nguy cơ tiềm ẩn, thí dụ bệnh nhân đái tháo đường lớn tuổi, bệnh nhân đái tháo đường có bệnh thận mạn ha, có bệnh thận, bệnh nhân có bệnh thần kinh ha, vân vân. Đây, đây là những cái nguy cơ tiềm ẩn đấy. Và nếu mà nó bệnh nhân cái nguy cơ đó thấp thì chúng ta cũng đưa cái đặt cái mức HbA1c dưới 7% là có thể tới 6,5%. Và ngược lại nếu cái nguy cơ đó cao thì chúng ta đặt cái mức HbA1c cao hơn 7%. Tại sao? Vì chúng ta biết đó, khi hạ đường huyết nó có thể nó gây ra những cái hậu quả xấu hơn cho bệnh nhân. Thí dụ là khi nó do cái việc mà kích hoạt alpha và beta adrenergic đó, nó có thể nó làm cho mất cân bằng của cột oxy cơ tim, bệnh nhân có thể có là tim nhanh, có nặng ngực, có khó thở, có loạn nhịp tim, có nhồi máu cơ tim, vân vân, phải không? Suy tim nặng lên. Đấy là những cái tác dụng không mong muốn.
những cái mà ảnh hưởng nguy hiểm khi hạ đường huyết nó xảy ra, đặc biệt là trên những cái đối tượng mà có nhiều tố nguy cơ, thì ra là chúng ta phải lưu ý, phòng lưu ý. Rồi thời gian mắc bệnh, bệnh nhân đái tháo đường mà mới được chẩn đoán đó, thì cái việc kiểm soát nó dễ hơn nha, kiểm soát đường dễ hơn, thì chúng ta sẽ đặt cái mức thấp hơn, cái mức tốt. Và ngược lại, nếu mà đã mắc bệnh lâu rồi thì cái việc kiểm soát khó hơn, thì chúng ta có thể đặt cái mức trên 7% nha. Nhưng xin nói các anh chị cái này trên 7 dưới 8 nha. Và cái kỳ vọng sống, nếu mà cái kỳ vọng sống lâu dài, bệnh nhân mới mắc bệnh và không có những bệnh gì đặc biệt, kỳ vọng sống của bệnh nhân lâu thì chúng ta có thể đặt ở cái mức kiểm soát là chặt chẽ. Ngược lại, nếu kỳ vọng sống ngắn, thí dụ bệnh nhân đái tháo đường mà giờ có những cái bệnh, thí dụ như là ung thư gan, hoặc là những bệnh mà chắc chắn là bệnh nhân không có thể sống lâu được, phải không? Thì cái việc mà kiểm đây, việc kiểm soát thật tốt đường đó, nó không mang lại lợi ích gì cho bệnh nhân. Chúng ta có thể đặt ở cái mức mà ít chặt chẽ hơn được rồi. Đây, và có bệnh kèm theo, nếu mà không có thì chúng ta đặt ở mức tốt, và ngược lại nếu có bệnh kèm theo và nặng thì chúng ta đặt cái mức ít chặt chẽ hơn, và nếu mà có và nhẹ và trung bình thì chúng ta sẽ đặt cái mức vừa, cái mức 7%. Nó có cái đã có cái biến chứng mạch máu, nếu không có thì chúng ta đặt ở mức tốt, và ngược lại nếu có và nặng thì chúng ta đặt ở cái mức ít chặt chẽ hơn, và ngược và nếu có mà nhẹ và trung bình thì chúng ta sẽ đặt ở mức khoảng 7%. Đấy là những yếu tố mà giờ chúng ta không thay đổi được trên bệnh nhân nữa. Và những yếu tố có thể thay đổi được là thái độ và nỗ lực điều trị của bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân có thái độ tốt, tuân trị đấy, thì chúng ta sẽ đặt cái mức chặt chẽ, và ngược lại thì chúng ta sẽ đặt cái mức ít chặt chẽ hơn. Rồi nguồn lực và hệ thống hỗ trợ của bệnh nhân, nếu mà có sẵn sàng tốt thì chúng ta đặt cái mức chặt chẽ, và nếu mà hạn chế thì chúng ta đặt cái mức ít chặt chẽ. Thì như vậy, trên một bệnh nhân bị đái tháo đường thì chúng ta đặt cái mục tiêu HB1C ha, mục tiêu mà kiểm soát đường đó, dựa vào từng cá nhân ha, cá nhân, và đây là những yếu tố mà chúng ta đưa ra để chúng ta phân tích ha, phân tích để chúng ta quyết định là cái mức HB1C nên đặt ra với bệnh nhân. Và xin nói các anh chị là khi cái chúng ta đặt cái mục tiêu này đó, chúng ta phải thảo luận với bệnh nhân, với thân nhân, để chúng ta nói rõ cái lợi ích và làm thế nào để thực hiện để người ta tuân trì, các anh chị. Rồi. Bây giờ các biện pháp điều trị đái tháo đường, để đạt được những cái mục tiêu như vậy thì chúng ta phải có những cái biện pháp điều trị cụ thể. Thứ nhất là dinh dưỡng ha, bệnh nhân đái tháo đường phải được cung cấp đủ calori ha, đủ calori, đủ chất dinh dưỡng ha. Nè. Nè, bệnh nhân đái tháo đường phải được cung cấp đủ calori, đủ chất dinh dưỡng để cho người ta hoạt động. Đây, tuy nhiên làm sao thế nào để cũng tránh cái tăng đường huyết nha, tăng đường huyết chúng tôi nói cụ thể. Rồi bệnh nhân phải được hướng dẫn hoạt động thể lực ha. Rồi dùng thuốc hạ đường huyết, loại bỏ các yếu tố nguy cơ của sơ vữa sớm, phòng ngừa và điều trị biến chứng. Đây, thì bây giờ dinh dưỡng như thế nào? Bệnh nhân phải được cung cấp đủ calori, chất dinh dưỡng và thay đổi thành phần thức ăn. Cái thay đổi là cái gì? Bình thường cái người không mắc đái tháo đường thì chúng ta biết á, glycogen là cái nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể của chúng ta. Và nếu mà không mắc đái tháo đường thì cái cỡ khoảng cái nguồn glycogen nó cung cấp năng lượng hàng ngày cho những cái người khỏe mạnh đó cao khoảng là 70%. Và trên bệnh nhân đái tháo đường đó thì phải chất bột phải giảm lại còn cỡ khoảng là 55 đến 60%. Và trong đó đó chúng ta cho bệnh nhân ăn tránh đường hấp thụ nhanh ha. Rồi cái protein thì cỡ khoảng 14 đến 20% và lipid 25 đến 20 đến 25%. Đây phải ăn tránh đường hấp thụ nhanh, hạn chế dùng rượu. Chúng ta như vậy thì chúng ta xem là những loại thức ăn nào bệnh nhân đái tháo đường đã được ăn thoải mái. Đây là những cái loại thức ăn bệnh nhân rau tươi, trái cây xanh người ta được ăn thoải mái. Loại này, những loại thức ăn này nó cung cấp cái gì?
một ít năng lượng, vitamin ha, nhiều vitamin, nhiều chất khoáng và nhiều chất xơ ha, một ít năng lượng bệnh nhân được ăn ha, không hạn chế. Rồi ngũ cốc thì chúng ta ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, đây là những loại nó có glycine và nó cung cấp năng lượng chính ha, cho người bệnh. Rồi sữa, ít béo, cá, thịt, gia cầm, thịt nạc, đây nó cung cấp chất đạm. Và dầu, các loại dầu thực vật thì bệnh nhân ăn cũng vừa, đây để cung cấp chất béo và tránh chất ngọt ha, tránh kẹo, các cái chất ngọt. Thì như vậy thì những cái loại thức ăn nào, đây chúng ta xem coi cụ thể, đây những loại thức ăn nào, đây đây là những loại thức ăn mà có cái chỉ số đường huyết thấp ha, là dưới đây, đây là những loại thức ăn này có chỉ số đường, bệnh nhân được ăn nhiều ha, ăn nhiều. Những chỉ số, những loại thức ăn có chỉ số đường huyết trung bình đấy thì bệnh nhân được ăn vừa để cung cấp năng lượng. Rồi những loại thức ăn có chỉ số đường huyết cao thì ăn vô thì nó dễ gây tăng đường huyết và bệnh nhân phải hạn chế ha, hạn chế. Đây là, rồi đấy là cái mà dinh dưỡng. Thứ nhì là hoạt động thể lực. Với bệnh nhân bị đái tháo đường, chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân là cái tập luyện. Cái việc mà tập luyện đó nó giúp cho cái gì? Một á, cái hoạt động như vậy nó làm cho tăng độ nhạy của cơ thể với insulin nha, có thể giúp giảm cân trên những cái người béo phì, giúp cho cái hoạt động nha, cái của cái hệ thống tim mạch ha, nó tốt hơn. Và thứ tư là cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, đây là cái việc rất quan trọng. Tuy nhiên trên bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta khuyên người ta là tập những cái bài tập nhẹ, phải không, vừa thôi ha, tránh những cái bài tập nặng. Đây là rồi cái thứ ba nữa là bệnh nhân đái tháo đường phải được huấn luyện ha, phải được huấn luyện các cái chúng ta biết đó, là cái điều trị của đái tháo đường đó thì thực hiện là chủ yếu là người bệnh nha, chủ yếu là người bệnh. Và cái bệnh nhân đái tháo đường phải được huấn luyện nha, phải được huấn luyện kỹ. Một, người ta chúng ta phải nói rõ bệnh của người ta là gì nha, những cái biến chứng có thể xảy ra, rồi các cái phương pháp điều trị, trong đó đó dinh dưỡng là rất quan trọng. Chúng ta phải hướng dẫn họ, có thể họ xác định được cái bữa ăn của họ ha, bữa ăn của họ, đây là việc rất quan trọng đó các anh chị. Rồi kế tiếp là họ phải biết là vận động, rồi họ biết là dùng thuốc, họ biết là dùng insulin, tiêm insulin, họ biết xét nghiệm đường, họ biết phát hiện các biến chứng và chăm sóc ha, rồi biết hạ đường huyết và xử trí. Đây là những vấn đề rất quan trọng, rất quan trọng mà bệnh nhân đái tháo đường phải được hướng dẫn thật là cụ thể. Lúc ở nước ngoài thì khi mà tiếp xúc với những bệnh nhân đái tháo đường thì chỉ cái việc ăn uống người ta thì người ta rất kỹ, người ta biết là một miếng thịt như vậy đó là cỡ khoảng có bao nhiêu thành phần làm sao, có bao nhiêu kilo calo trong, nếu họ ăn một miếng thịt như vậy đó họ biết rất kỹ luôn. Và như vậy thì họ tự họ có thể họ tự họ chăm sóc, tự họ điều trị ha, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ thì họ tự chăm sóc điều trị, và như vậy thì mới bảo đảm được cái hiệu quả điều trị và tránh những cái biến chứng mà không đáng có do cái điều trị nó gây ra cho người bệnh. Đây là cái việc rất quan trọng anh chị. Rồi kế tiếp là thuốc hạ đường huyết. Đây, thuốc hạ đường huyết, chúng ta có những cái loại insulin, sulfamic hạ đường huyết ha, đây viết tắt là SU ha, rồi metformin, rồi thuốc ức chế men alpha glucosidase, rồi thuốc tizadi, nhóm tizadi, nhóm glitazone, thuốc nhóm ức chế DPP4, thuốc đồng vận thụ thể GNB1 và thuốc ức chế thụ thể SGNT2. Thì chúng ta thấy đây những cái loại thuốc này ha,
bên dược đã giới thiệu cho các anh chị rồi ha, tôi không giới thiệu lại ha, không giới thiệu lại, chỉ nói một số cái mà tác dụng chính của nó thôi nha. Rồi insulin đấy, insulin đây là cái loại thuốc, insulin là thuốc rất quan trọng phải không, chúng ta có insulin tác dụng nhanh ha, rồi insulin tác dụng trung bình, insulin tác dụng dài. Đây chỉ định điều trị bằng insulin là chúng ta điều trị đái tháo đường type 1, đái tháo đường type 2. Khi mà thay đổi lối sống và thuốc thì không thể kiểm soát được chuyển hóa. Khi bệnh nhân đái tháo đường mà có thai nghén, khi tập luyện không kiểm soát được đường máu, tiền hôn mê hay hôn mê do đái tháo đường, và các trường hợp nặng, bệnh nặng, chu phẫu điều trị tăng cường trên bệnh nhân đái tháo đường. Thì đấy là cái chỉ định điều trị đái tháo đường. Những vấn đề này thì tôi xin phép không nói các anh chị ha, này để dành cho sau đại học. Rồi thuốc hạ đường huyết, đây thuốc hạ đường huyết, chúng ta có cái nhóm là kích thích tiết insulin thì gồm có sinh mấy hạ đường huyết và nhóm clinic. Rồi và đấy, và cái nhóm này nó kích thích tiết insulin không phụ thuộc vào glucose máu, và cái nhóm mà kích thích tiết insulin phụ thuộc vào glucose máu gồm có chế D4 động vật thụ thể sinh B1 ha. Đây thì và cái nhóm bên đây là nhóm không kích thích tiết insulin, thí dụ như là metformin, ức chế men valicosida, ức chế SGLT2. Thì những cái loại thuốc này chúng ta thấy đây là cái tác dụng hạ giảm HB1C nếu mà dùng đơn độc ha, đơn độc chúng ta thấy là SU hạ HB1C từ 1 đến 2%, các bạn metformin 1-5%, dexlansoprazole 1 đến 1.5%, rồi clinic 0.5 đến 2%, xin lỗi các anh chị. Rồi đây từng nhóm thuốc chúng ta thấy cái mức mà nếu mà dùng đơn độc thì nó giảm HB1C như vậy đó, và insulin thì muốn nhiều cũng được, muốn hạ tới đâu cũng được, trên insulin tác dụng rất mạnh. Đây bên cạnh cái ưu điểm là hạ cái giảm HB1C vậy đó, thì chúng ta thấy đây cái tác dụng không mong muốn. Đây một á là hạ đường huyết và tăng cân. Dùng SU á thì có thể gây hạ đường huyết nặng và gây tăng cân. Đây là hai cái tác dụng mà chúng ta không ý là chúng ta phải tránh khi dùng thuốc điều trị đái tháo đường ha. Đây rồi metformin thì nó không gây hạ đường huyết nặng, chỉ gây giảm hoặc là không tăng cân thôi, đây là cái là điểm của nó. Rồi glitazone thì gây phù. Đấy, cái nhóm clinic thì như SU. Rồi ức chế valicosida thì gây giảm cân, không gây hại đường huyết nặng, đây là ưu điểm của nó. Nhưng mà cái điểm yếu của nó là giảm đường không mạnh lắm ha. Rồi ức chế D4 thì không gây hại đường huyết nặng và không gây tăng cân, đây là điểm của nó. Động vật thụ thể sinh B1 phải không, thì không gây hại đường huyết và chỉ gây giảm cân thôi. Ức chế thụ thể SGLT2 đây gây giảm cân và không gây hại đường huyết nặng. Rồi insulin, đã dùng insulin thì một hạ đường huyết nặng rất dễ xảy ra, và thứ nhì tăng cân. Thì bên cạnh là đây là những cái ưu điểm và những cái điểm yếu của những cái loại thuốc mà hạ đường huyết ha, dùng để điều trị đái tháo đường là thuốc chính đó nghe các anh chị. Bây giờ cụ thể chúng ta điều trị như thế nào với đái tháo đường type 1 thì
điều trị cụ thể là gì? Dinh dưỡng, phải không? Dinh dưỡng, tập luyện, đấy, như nãy tôi nói rồi, bắt buộc phải bổ sung insulin, bổ sung insulin và kiểm soát tốt chuyển hóa, nên đưa HbA1c dưới 7, hay dưới 7%. Rồi làm sao bảo đảm cho bệnh nhân là tăng cân và đi học được, tăng cân và đi học được, bảo đảm sự phát triển về thể lực và sinh dục, đây là những người còn trẻ, còn trẻ, và dự phòng biến chứng, dự phòng biến chứng. Đây là những cái việc nói thì dễ nhưng mà chúng ta thấy rất khó. Như vậy thì chúng ta sẽ điều trị sao đây? Liều lượng chúng ta liều lượng insulin đó thì chúng ta ở người trẻ dưới 7 tuổi đó thì 0,5 đến 0,7 đơn vị trên kg trọng lượng cơ thể trên ngày. Tiền dậy thì 7 đến 10 tuổi thì 0,7 đến 1 đơn vị trên kg trên ngày. Ở tuổi dậy thì là trên 10 đó thì là một đơn trên một đơn vị trên kg trên ngày. Và chúng ta dùng đó hai mũi tiêm trên ngày, có thể dùng insulin trộn 30 70 rồi 2-3 sáng, đây 1-3 chiều ha. Đây. Thí dụ đây chúng ta dùng Novomix, phải không? Novomix là một đơn và một cái người 50 kg, đây chúng ta cho là 0,7 là 35 đơn vị, thì chúng ta cho 2/3 thì buổi sáng và 1/3 tổng lượng buổi chiều. Hoặc là cái giải pháp thứ gì đó là ba mũi tiêm trên ngày đó thì tiêm insulin nhanh và trung gian trước ăn sáng và chiều. Đấy, nhanh và trung gian rồi tiêm insulin nhanh trước ăn trưa. Thì như vậy chúng ta thấy là cái gì? Mà cái sự phối hợp insulin nhanh và insulin trung gian đó sáng và chiều, còn buổi trưa thì chúng ta chỉ tiêm insulin nhanh thôi. Và bốn mũi tiêm thì tiêm insulin nhanh trước ăn sáng, trưa, chiều và insulin trung gian trước khi đi ngủ. Đây, insulin tác dụng dài này nè các anh chị, để cho cái bảo đảm là nó chuyển qua lúc đói. Còn insulin nhanh chúng ta tiêm trước bữa ăn, phải không? Để ta chuyển qua các bữa ăn. Chuyển qua các bữa ăn. Thì đấy là cái mà đái tháo đường tiếp một, phải không? Đây, đái tháo đường tiếp một, đây là cái điều nguyên tắc điều trị cơ bản. Đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta điều trị như thế nào? Đây, thì chúng ta nếu đái tháo đường tiếp 2 khi chẩn đoán rồi đó thì chúng ta khởi trị bằng metformin, tiết chế tập luyện và nên metformin, khởi trị bằng metformin. Tại sao? Vì chúng ta biết á, tiết chế tập luyện metformin nó được cái lợi của nó là cái gì? Một, nó giảm đường tốt; thứ nhì, không gây tăng cân; thứ ba, không gây hạ đường huyết; và thứ tư là cái giá thì rẻ. Đây là thuốc tốt và rẻ ha. Đây metformin đó thì chúng ta nên dùng cái dạng phóng thích nhanh, có thể dùng dạng phóng thích nhanh uống 2 lần trên ngày, hoặc là dùng dạng phóng thích chậm, cái loại SR đó các anh chị ha, hoặc SR đó, phóng thích chậm uống 1 lần mỗi ngày vào buổi tối. Và metformin thì nên dùng metformin thì nên khởi đầu bằng liều thấp 500 mg, chúng ta tăng dần lên. Nếu mà bệnh nhân khởi đầu dùng thuốc mà cái nó đắp dung nạp nha, dung nạp không có tác dụng phụ gì hoặc như, thì chúng ta tiếp tục cho bệnh nhân dùng và chúng ta chỉnh liều để theo dõi đường huyết và chúng ta chỉnh liều. Nếu khởi đầu dùng thuốc mà bệnh nhân có những tác dụng phụ nhẹ, thí dụ như là hơi không thèm ăn hoặc là hơi đầy bụng, thì những cái tác dụng đó đó nó có thể theo thời gian dùng thuốc nó giảm đi. Thì lúc đó chúng ta cho bệnh nhân tiếp tục, giải thích cho bệnh nhân cái lợi ích, cho bệnh nhân tiếp tục dùng thuốc ha, nhưng mà khoan hãy tăng liều nha. Còn nếu mà có những cái tác dụng phụ nặng, thí dụ như uống vô bệnh nhân là chán ăn, buồn nôn hoặc nôn hoặc là đau bụng hoặc tiêu chảy,
thì ngưng thuốc chuyển qua loại khác ha, chuyển qua loại khác rồi. Và đấy là với metformin. Nếu mà trong trường hợp mà khởi đầu bệnh nhân có HB1C cao hơn cái HB1C mục tiêu đó cỡ khoảng là 1,5 đến 2% thì chúng ta cho bệnh nhân là tiết chế, tập luyện và khởi trị bằng hai loại thuốc ha, bằng phối hợp hai loại thuốc, trong đó có metformin và một loại thuốc khác, thí dụ metformin cộng SU, metformin cộng với mà ức chế D4 vân vân ha, vân vân. Rồi đồng thời với chẩn đoán mà đau đường tuyếp 2, chúng ta phải xác định xem người bệnh có bệnh tim mạch sơ vữa hoặc là nguy cơ tim mạch cao hay không. Đây, hoặc là có bệnh thận mạng ha, hoặc có bệnh thận mạng có hay không. Nếu có đó thì chúng ta cho phối hợp một thuốc ức chế SGLT2 bất kể cái mức HB1C ban đầu là bao nhiêu. À, nếu có này, một thí dụ nếu có bệnh tim mạch sơ vữa ha, nếu có bệnh thận mạng phải không? Đây, hoặc là suy tim, chúng ta cho phối hợp ức chế SGLT2 phải không? Ức chế SGLT2. Rồi, nếu không có đó thì chúng ta sẽ metformin rồi kiểm tra HB1C đấy, rồi kiểm tra HB1C sau 3 tháng. Nếu mà HB1C đạt mục tiêu thì chúng ta tiếp tục điều trị. Nếu HB1C chưa đạt mục tiêu mà bệnh nhân đã tuân trị tốt và metformin đã dùng đủ liều, cái này xin nói các anh chị nha, kiểm tra lại sau 3 tháng bệnh nhân đã dùng metformin tới là 2000 mg mỗi ngày và bệnh nhân tuân trị tốt, tiết chế tập luyện này đủ hết nhưng mà HB1C cũng không đạt, thì như vậy là coi như cái việc điều trị bằng đơn trị bằng metformin coi như là chưa đạt. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phối hợp là thuốc thứ nhì. Thuốc thứ nhì có thể là gì? Xin mít khả đường quét, hoặc là ức chế D4, hoặc là thuốc ức chế SGLT2 ha, ức chế SGLT2. Đây thì đấy là cái điều trị ha, điều trị thứ nhì, hoặc là metformin phối hợp với insulin đàn ha, metformin phối hợp với insulin đàn. Rồi khi mà hai loại thuốc mà đủ liều mà không đạt hiệu quả nữa đó, đây, thì chúng ta sẽ phối hợp lại thuốc thứ ba. Sau 3 tháng kiểm tra lại, bệnh nhân tuân trị tốt, dùng đã đủ liều hai loại thuốc mà vẫn không đạt được cái mục tiêu thì chúng ta sẽ phối hợp lại thuốc thứ ba là một loại thuốc còn lại ha, hoặc là với insulin ha, với insulin. Rồi đấy là cái nguyên tắc điều trị đái tháo đường tuyếp 2. Và chúng ta lưu ý một việc nữa đó là với bệnh nhân bị đái tháo đường tuyếp 2, những cái trường hợp mà chúng ta lưu ý là nếu bệnh nhân có triệu chứng của tăng đường huyết rõ rệt như ăn nhiều, tiểu nhiều và sụt cân mà có HB1C trên 10% hoặc là đường huyết tương bất kỳ trên 300 mg, từ 300 mg trên decilit trở lên thì chúng ta nên bắt đầu điều trị bằng insulin. Đấy, nếu mà đường huyết nó ổn thì chúng ta có thể xem xét trở lại thuốc hạ đường huyết là uống. À, đây là cái nguyên tắc điều trị chung, điều trị đái tháo đường tuyếp 2. À, các anh chị. Đây, những cái chi tiết là tôi xin không nữa. Rồi bây giờ kế nữa là điều trị đái tháo đường lúc qua thai. Đây, đái tháo đường lúc qua thai, đây là rất quan trọng các anh chị. Tăng đường huyết gây thai to, phổi thai nhi chậm phát triển, cetone máu có thể tăng nó gây quá thai, và kiểm soát tốt chuyển hóa thì nó giảm tử vong của trẻ tương đương với các bà mẹ không có đái tháo đường. Và thuốc thì chỉ dùng insulin thôi ha. Mục tiêu đường huyết đói 65 đến 95 mg decilit, đường máu sau ăn dưới 140 mg trên decilit. Đây, đường máu 2 giờ sau ăn dưới 120 và
trước khi đi ngủ 90 đến 102 và HB1C dưới 6-500. Loại thuốc dùng insulin nha các anh chị. Đây. Bệnh nhân đái tháo đường khi có bệnh cấp tính như là nhiễm trùng hay là những bệnh không do nhiễm trùng có thể gây ra rối loạn chuyển hóa nặng như là tăng đường huyết, rồi hạ đường huyết, rồi rối loạn điện giải, rồi đáp ứng kém với thuốc kháng sinh. Nếu mà có nhiễm bệnh nhân nhiễm trùng có phải dùng kháng sinh đó thì nó sẽ đáp ứng kém với kháng sinh. Đây thì đấy là rồi điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường có bệnh cấp tính đau đường tiếp 1 á, chúng ta cho bệnh nhân ăn thức ăn dễ tiêu, uống đủ nước, dùng tiếp insulin. Cái quan trọng là cái gì? Xét nghiệm đường máu. Đây, xét nghiệm đường máu. Đây là cái rất quan trọng là các anh chị ha. Mỗi 2 đến 4 giờ nếu mà glucose máu trên 250 mg trên decilit thì chúng ta xét nghiệm tìm cetone niệu, và nếu glucose máu cao, cetone niệu dương thì chúng ta tăng liều insulin và hoặc là cho bệnh nhân đến bệnh viện ha. Rồi. Đấy. Rồi cái phần phẫu thuật thì thôi chúng không nằm trong mục tiêu của các anh chị, cho nên chúng ta chưa có phải học tới đó. Đây là đái tháo đường, điều trị đái tháo đường. Rồi các anh chị có câu hỏi nào hỏi về cái phần điều trị đái tháo đường không? Tôi giải thích trước khi chúng ta sang cái phần về cái bệnh thận mạng, bệnh suy thận mạng. Xin mời.